Xin chào các bạn đã đến với kênh Anti Bà Ngoại Ma Vlog. Các bạn có biết tại sao một thời gian dài bà ngoại ma không ra video hay không? Bởi vì bà ấy đang ăn chơi chát tán. Ngày hôm nay các bạn hãy theo chân tôi sẽ vạch mặt các người đàn bà lừa đảo lên mạng câu view kiếm tiền để rồi đốt tiền vào những cuộc ăn chơi xa đọa như thế này. Hãy theo chân tôi. Camera đó nha. Này, anh bạn, đi mấy người. Tôi vào uống một chút rượu thôi, tôi sẽ đi ra chứ không gái gú gì cả. Đó, các bạn, từ xa các bạn có nhìn thấy không? Bà ngoại ma đó, mụ ta đã lấy tiền của các bạn ủng hộ mụ ta. Mụ ta không làm từ thiện, mà mụ ta vô đây thuê hẳn một người đàn ông, một trai bao để có thể nhảy múa cho mụ ta mùa vui. Thật đáng lên án đúng không? Tối nay về ngủ với em nữa nha. Trời ơi, sao sung sướng quá à. Hay lắm. Đêm nay mình chơi thâu đêm với nữ đại gia. Đó là lý do tôi quay cái video này với cái tên là Anti Bà Ngoại Ma. Bởi vì tôi không muốn các bạn bị lừa dối một lần nào nữa. Hỏi tất cả cậu. Vui quá, nữ đi anh đẹp trai. Cái bà ngoại ma này đi. Hả, một sao cái tên kia cứ đọc lẩm bẩm tên của mình vậy? Biết bao nhiêu người. Không xong rồi, hắn đi quay vlog. Chắc là hắn quay mình đấy sao? Các bạn ủng hộ, nhưng mà không ngờ này, là cái tên kia làm như vậy. Người thật làm gì đó? Sao người xâm phạm đời tư vậy? Tôi đang phát trực tiếp để tố giác cái tội lừa đảo. Cái tên đây là một kẻ xấu xa. Mình không ở đây được nữa, phải chạy thôi. Khốn kiếp, chắc là cái bọn nhà báo đi mà thấy mình giàu có ghen ăn. Hôm nay tôi vui cùng bà ngoại mình ma. Có tiền thì mình làm gì mình làm, liên quan gì tới bọn chúng chứ. Ngày hôm nay sao xui xẻo quá vậy, đi ra đường lại bắt gặp bọn phóng viên này nữa rồi. Kính thưa các bạn, những người đã từng bà ngoại ma nói. Trời ơi, sao xui xẻo như thế này. Mà bà ngoại ma cho các bạn thấy, phải đi vũ đường, lấy tiền cho trai. Các bạn có thể được thấy không? Ngươi là kẻ lừa đảo. Ta từng thầm tưởng ngươi, ta đã donate ủng hộ tiền cho ngươi để ngươi làm từ thiện. Và ngươi lại vào quán bar ăn chơi. Ta sẽ giết ngươi, bu bà ngoại ma khốn nạn. Tí nữa thì toi rồi. Mày mà mình tranh thủ, mình trốn được. Cái tên sát nhọn đó, không biết hắn là ai nữa. Sao hắn kinh khủng quá hả? Sao nhà mình nhiều người quá vậy? Có chuyện gì vậy? Mụ bà ngoại ma ra đây. Mụ bà ngoại ma chết tiệt, dám lừa gạt chúng tôi hả? Con mụ bà ngoại ma khốn kiếp, dám lừa đảo mọi người à, mau ra đây. Nếu không, cả đám chúng tôi sẽ vào đập phá nhà mụ. Mấy ngàn đô, cứ tưởng mụ ta sẽ giúp đỡ người nghèo, ai ngờ. Hả? Mụ ta kìa, mụ bà ngoại ma kìa, mọi người ơi, bắt lấy mụ ta. Thôi, thấy mẹ rồi, chạy thôi. Lần này mà bị bọn chúng bắt được, không chết thì cũng no đòn. Kính thưa các bạn, những người đã từng bị bà ngoại ma vlog lừa gạt, các bạn có thể thấy đó. Mụ ta đang bị trừng phạt bởi những gì mụ ta đã làm. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu các bạn à. Hãy theo chân tôi xem mụ ta nhận hậu quả của mình như thế nào. Sao ngày hôm nay xui xẻo thế? Mấy bữa trước ăn chơi có sao đâu mà. Làm việc online thì cũng phải hưởng thụ chứ. Các người tưởng tôi là thần tiên à? Tôi chỉ là một con ma già thôi mà. Bọn chúng hung dữ quá. Mình phải trốn lên đây mới được. Chỗ nào đây? Núp đài. Ở đây nè bà con ơi. Tôi thấy mụ ta chui vào đây. Bắt mụ ta cho bằng được. Phải trừng phạt mụ ta. Đúng rồi. Mụ ta đã lừa cộng đồng mạng. Chúng ta phải hành hạ mụ ta mới được. Đòi mụ ta tiền. Mụ ta già mà sao chạy nhanh dữ vậy? Mụ ta núp đâu đây thôi. Ở đây. Đóng cửa rồi. Ở đây. Không ngon. Sao bọn chúng dài như vậy? Mình phải trốn kỹ ở đây. Bây giờ mà bọn chúng bắt được mình chết. Có phải mụ núp trong đây hay không? Mau ra đây, mau ra đây. Nhìn lên. Bà ngoại ma đâu? Người cũng phải là đồng loại với bà ngoại ma đúng không? Đi trước khi ta... Rồi.
Hả? Sao mình xuyên người được vậy? Ui không, tôi từng nghĩ là ma hay sao? Ma, ma kìa bà con ơi. Chạy sao, sao chúng mình chạy không được thế này? Bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao, sao nhiều người là ma ma vậy? Bà ngồi ma ơi, là cháu đây. Là cháu thì sao? Selena, sao cháu ở đây? Chuyện dài dòng lắm, cháu sẽ kể cho bà sau. Nhưng mà bà đang là một YouTuber nổi tiếng mà. Sao nhiều người chơi đuổi bà vậy? Bà chỉ ăn chơi một chút thôi mà. Sao bọn chúng lại đuổi giết bà chứ? Trốn nạn ở đây mấy ngày cũng cảm thấy yên ổn. Tuy nơi đây lụp xụp nhưng mà vẫn tốt hơn. Sao cháu gái của mình đi giờ này chưa về nữa? Nó nói nó đi một chút thôi mà. Hả? Cháu ở đâu vậy? Hả? Bà không thấy cháu? Bà nội bà ơi, cháu đau quá. Selena, cháu ở đâu vậy? Cháu ở đâu vậy? Không, cháu gái của tôi. Có chuyện gì vậy con? Trời ơi, kẻ nào đã làm ra con nông nỗi này? Bà ơi, con đau quá, con nhức quá. Mình ổn hơn Selena, hãy lại đây. Ta cần người. Đến lúc phải gặp hắn nữa rồi. Bà ơi. Hả? Con đi một chút nữa. Con lại đi hay sao? Trời ơi, con bé này không biết nó đi đâu nữa. Sao mỗi lần về người của nó giống như là muốn tan ra vậy. Không được. Mình đã ở ké nó rồi. Mà thấy nó như thế này mình không chịu được. Mình phải đi theo nó. Mình sẽ coi nó có chuyện gì. Sao nó lại đi vô một cái hang động lớn như thế này? Bên trong đó chẳng lẽ là Slenderman hay sao? Không, nó luôn căm thù Slenderman thì làm sao nó tới đây gặp hắn chứ? Vậy rốt cuộc là ai trong đó? Thứ gì? Hả? Kẻ nào vậy? Ta sẵn sàng rồi. Đi làm đi. Không, ta không thể đứng nhìn cháu gái của ta bị tên đó hụt hết linh hồn. Nếu làm như vậy, nó sẽ mãi mãi không siêu thoát. Ta phải liều mạng. Kẻ nào vậy? Ba ngoại ơi, ba bị chen vô. Con tự nguyện đó. Hắn ta hứa Slenderman. Giết Slenderman. Nếu hắn ta hấp thụ đầy đủ sức mạnh. Mấy ngày trước Con bị tên Slenderman tấn công. Suýt nữa con đã hồn tiêu phách tán. Thì vị phù thủy pháp sư này đã xuất hiện kịp thời và cứu con. Vì pháp sư này nói sẽ có thể giết được Slenderman nếu ông ta hấp thụ tất cả sức mạnh. Ta có thể giết Slenderman. Vậy hả cháu? Này tên kia, nếu người hấp thụ luôn cả linh hồn của ta sẵn sàng hy sinh. Thì ngươi có thể giết tên Slenderman càng sớm càng tốt hay không? Được, ta sẽ thực hiện điều đó ngay lúc này vậy, luôn. Vậy ngươi hãy làm đi. Người giết tên Slenderman đi. Người tưởng ta sẽ làm cho các người à? Tên lừa dối. Chết đi. Các người nghĩ ta đụng Slenderman thì ta cũng kết thúc tốt à?
thì người sai rồi. Người dám lừa gạt cả bà gọi ma ta đây. Được, được lắm, ta sẽ dùng linh hồn còn lại để kéo người xuống địa ngục. Hồn siêu phách tan. Không ngờ bà gọi ma lại tuyệt vời đến như vậy. Bà ấy ăn chơi xa đỏ, nhưng mà linh hồn của bà ấy thật là một người hy sinh.